Thưa quý vị, sau thời gian dài thực hiện giãn cách vì dịch bệnh, đến nay hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt tại Đà Nẵng đã hoạt động trở lại ổn định. Trong tháng 4 vừa qua, lượng khách sử dụng xe buýt công cộng để đi lại đạt gần 80.000 lượt, tăng 24% so với tháng trước. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong vai là hành khách đi xe buýt vào ngày cuối tuần, chúng tôi lên xe tuyến R16 Kim Liên, Đại học Việt Hàn. Trên xe tuy không đông như những ngày thường nhật, nhưng các ghế ngồi đã kín chỗ. Với giá vé 6.000 đồng một lượt, đi trên xe đủ tiêu chuẩn có trợ giá của thành phố, dừng đổ đúng thời gian lịch trình, nên nhiều người dân chọn phương tiện xe buýt để đi lại. Dạ, về chất lượng phục vụ thì con thấy nó tốt ạ. Lên xe thì có điều hòa, nhân viên thì rất là nhiệt tình cởi mở. Nói chung là vì ở đây Kim Liên mà vì trong quê đúng dỗ, nhưng mà vì đây vì thấy là đi xe buýt là rẻ và an toàn. Và cũng có máy lạnh, máy đồ cũng mất mẻ. Dạ, cũng hơi lâu. Hồi cũng đi con không biết canh giờ á. Không canh giờ được á. Con không biết mấy giờ là xuất phát nên đi hồi cũng canh giờ đợi. Có khi cũng đợi 25 phút mới tới chuyến. Nhân viên xe buýt cho biết, khi dịch bệnh tạm thời được khống chế mà hoạt động trở lại bình thường thì lượng người đi xe buýt tăng đáng kể. Trong tháng 4, riêng tuyến R16 Kim Liên, Đại học Việt Hàn này vận chuyển 43.000 lượt khách. Các tuyến còn lại tăng 23% so với tháng trước. Sau cái đợt dịch này thì lượng khách đi khá là ổn định và lượng khách đi trên xe thì chấp hành đúng nội quy của theo sự hướng dẫn của nhân viên của xe buýt. Hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt của thành phố Đà Nẵng bao gồm 20 tuyến xe buýt. Hiện có 4 tuyến hoạt động liên tục là cảng Sông Hàn, trung tâm hành chính Hòa Vang, Kim Liên, Đại học Việt Hàn, cảng Sông Hàn, Hòa Tiến và bến xe trung tâm, khu du lịch Non Nước với 26 xe, tần suất hoạt động 30 phút một chuyến từ 6 đến 19 giờ hàng ngày.